Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Và đối với người thì tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn, tất cả những điều tôi hiểu. Đó là câu trả lời cho bài viết Ông Hồ Chí Minh yêu cái gì của Điệp Mỹ Linh đăng trên Dân Làm Báo ngày 27 tháng 10, 2021. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc của Trần Phụng Hoàng Nhi. Điệp Mỹ Linh hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cái gì ư? Giản dị nhất thì là Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu nước giống như một trong các bí danh người đã từng dùng trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, đó chính là Nguyễn Ái Quốc, người yêu nước. Người yêu một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, trong đó độc lập, tự do, hạnh phúc mang đúng ý nghĩa và giá trị của từng chữ được viết hoa trân trọng. Hồ Chí Minh là một người yêu nước, đó là sự thật, không thể bẻ cong, không thể phủ nhận. Trong trái tim Hồ Chí Minh và mỗi người dân yêu nước, Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng thấm đẫm máu xương của tiền nhân, của các vị anh hùng dân tộc và các thế hệ cha anh, chính là dải đất hình chữ S cùng khoảng trời, vùng biển đảo, đường biên giới được lưu truyền qua bao thế hệ. Vì không cam tâm để đất nước đắm chìm trong đêm trường nô lệ, không muốn chứng kiến cảnh nhân dân bị đọa đày đau khổ bởi áp bức, bất công và ngay cả quyền được sống của một con người cũng bị chà đạp, nên Nguyễn Thất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã rời tổ quốc tìm đường cho dân tộc đeo đi. Trên hành trình bôn ba qua nhiều quốc gia châu lục để tìm con đường giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, giải phóng đồng bào mình khỏi cương quyền, để dân tộc Việt Nam và nhân dân Việt Nam được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc, người đã lựa chọn đến với chủ nghĩa Mác Lênin, đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp và dân tộc, xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng. Người và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam kiên cường đấu tranh cách mạng 15 năm, từ 1930 đến 1945, để làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tháng 8 năm 1945. 9 năm kháng chiến để giành thắng lợi trong cuộc trường chinh chống thực dân Pháp xâm lược 1945 đến 1954. 21 năm trường kỳ kháng chiến từ 1954 đến 1975, chống đế quốc Mỹ xâm lược để giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên hành trình đầy gian khó, song rất đỗi tự hào đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò cầm quyền, độc quyền lãnh đạo của mình. Cần phải khẳng định chắc chắn rằng, nếu không có đảng với một đường lối chính trị đúng đắn, một phương pháp lãnh đạo chỉ đạo phù hợp, cùng sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, thì cũng không có một đất nước Việt Nam với một diện mạo như ngày nay và càng phát triển, nhất là sau hơn 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Cho nên, luận điệu cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây đau thương cho người dân Việt Nam hơn 90 năm qua của Điệp Mỹ Linh là xuyên tạc sự thật, là vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết, Điệp Mỹ Linh đưa ra những trích dẫn vụn vặt để cố trả lời cho câu hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cái gì mà không đưa ra được một dẫn chứng thuyết phục nào cho nhận định của mình. Dường như người viết chả hiểu gì về chính trị, lịch sử và những vấn đề liên quan đến địa chính trị mà chỉ gượng ép sâu chuỗi những kiến thức nông cạn của mình để cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ yêu cái tôi của mình, đã biến sự tự ti mặc cảm nặng nề của cá nhân thành sự hận thù đối với Pháp và Mỹ, để rồi tiến hành kháng chiến chống người Pháp và người Mỹ, gây bao thảm khốc cho người Việt mà không biết rằng đó chính là hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng để bảo vệ độc lập dân tộc, thực hiện khát vọng của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Cả hai cuộc kháng chiến thành thánh đó là nhằm thực hiện một chân lý của thời đại, đó là không có gì quý hơn độc lập tự do. Hơn nữa, trong hai cuộc kháng chiến để bảo vệ độc lập dân tộc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chứ không chống nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ,
và người cũng không ôm hận với Tây và với Mỹ như Điệp Mỹ Linh bịa đặt nói xấu. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc đã trở thành sự thật. Ngày 30 tháng 4 1975 là ngày vui thống nhất của nhân dân Việt Nam, cùng chung một cội là con một nhà. Vì thế, việc theo dịch rằng khi Hiệp định Genève ngày 20 tháng 7 1954 được ký kết thì có cả triệu người Bắc đã rời miền Bắc, trốn chạy khỏi xã hội chủ nghĩa cộng sản để vượt sóng vào Nam. Việc bịa đặt là Việt Minh Cộng sản ở đâu thì người dân ở đó cũng vội vàng chạy về phía Việt Nam Cộng hòa, hay mượn câu chuyện thuyền nhân bi ai rời tổ quốc những ngày tháng 4 1975 và những năm sau đó để nói rằng người Việt Nam sợ chủ nghĩa cộng sản, sợ sự trả thù của đảng Cộng sản là những luận điệu phản động, gây thù hằn và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Điệp Mỹ Linh. Thực tế, ở Việt Nam những năm sau 1975 không có sự trả thù nào cả, mà chỉ có sự nỗ lực của mọi người dân dưới sự lãnh đạo của đảng để làm cho một đất nước Việt Nam được hồi sinh sau những năm dài chiến tranh thành một đất nước ngày càng đổi mới và phát triển. Những nhận định này cho thấy Điệp Mỹ Linh không có tri thức tối thiểu về lịch sử thế giới cận hiện đại nói chung và lịch sử Việt Nam cận hiện đại nói riêng. Bởi nếu có, dù không đầy đủ, dù không phải dạng được đào tạo bài bản, không phải dành để nghiên cứu chuyên sâu, thì ít ra phải hiểu được rằng mỗi một sự kiện lịch sử gắn với một con người cụ thể hay một quốc gia dân tộc đều có nguyên nhân của nó, có quá trình xảy ra và kết quả. Tiếp cận theo chiều cạnh nào, thì người viết cũng phải đặt sự kiện đó trong bối cảnh lịch sử cụ thể để luận giải, chứ kiểu nhìn chỉ buộc chân voi rồi hàm hồ nhận định của Điệp Mỹ Linh thì thật thiển cận và méo mó. Hơn nữa, nhân quyền, quyền con người ở Việt Nam đã được hiến định trong các hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều nhất quán mục tiêu xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, nhân dân Việt Nam được thụ hưởng đầy đủ giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc. Cho nên, việc thực thi sự hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới trong giáo dục, đào tạo, dạy nghề, xuất khẩu lao động, việc những công dân Việt Nam xin đi định cư ở nước ngoài vì điều kiện gia đình, công việc hoàn toàn không phải là việc di dân, tị nạn. Về bản chất, những vấn đề này khác hoàn toàn với những điều Điệp Mỹ Linh xuyên tạc. Điệp Mỹ Linh đừng có mượn một sự kiện 39 người Việt chết trong xe tải đông lạnh ở nước Anh ngày 23 tháng 10, 2019 để xuyên tạc và chống phá đảng nhà nước Việt Nam. Bởi rằng những nỗ lực của đảng nhà nước Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trong tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển bền vững đất nước, trong thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là trong công tác phòng và chống đại dịch COVID-19 đã và đang diễn ra hiện nay, chính là minh chứng sinh động cho thấy nhân quyền, quyền con người luôn được thực thi phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam theo đúng hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Đặc biệt, việc Việt Nam tham gia và thực hiện đầy đủ các công ước của Liên Hợp Quốc về quyền con người, công ước quốc tế về xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc năm 1981, công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1981, công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội năm 1982, công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị năm 1982, công ước về quyền trẻ em năm 1990, công ước chống tra tấn và công ước về quyền con người khuyết tật 2014, và việc Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia đáng sống trên thế giới cũng chính là bằng chứng bác bỏ sự xuyên tạc, sự kích động gây thù hằn dân tộc và sự bôi đen, vu khống Chủ tịch Hồ Chí Minh của Điệp Vĩ Linh. Cả dân tộc cùng trân quý và nỗ lực phấn đấu cho một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và cống hiến, đó cũng chính là minh chứng giản dị và sinh động nhất trả lời câu hỏi đầy thủ đoạn của Điệp Mỹ Linh trong bài viết sặc bùi phản động này.